Anh em nào thấy chậm, có thể tăng lên 1.5, 2 chấm. Có thể nghe hay hơn. Link full bộ bỏ dưới phần mô tả. Độ sức mạnh sau 31. Đang tiến vào pha bản. Pha bản hồ rửa hồn, độ khó cấp D. Pha bản này tạm thời không có thông tin chi tiết hơn. Đang tìm đồng đội cho bạn. Chào mừng đến với rừng mưa rửa hồn. Xin người chơi hãy tuân thủ quy tắc của rừng mưa rửa hồn. 1. Nếu nghe thấy có người gọi bạn từ đằng sâu ở trong rừng mưa rửa hồn, xin đừng quay đầu lại. 2. Nếu đồng đội của bạn rời khỏi tầm mắt của tất cả mọi người hơn 1 phút, hãy cẩn thận người đó. 3. Xin hãy nhanh chóng làm quen và ghi nhớ thói quen hành vi ngôn ngữ của đồng đội bạn. 4. Nếu bên tai bạn đột nhiên xuất hiện tiếng hát hoặc là tiếng thì thầm kỳ lạ, xin hãy ngay lập tức dùng những ngôn từ độc ác nhất, chửi mắng lớn cho đến khi âm thanh biến mất. 5. Khi trong rừng mưa có người kỳ quặc nào đó mà hỏi bạn câu hỏi, xin tuyệt đối đừng trả lời. 6. Theo phản hồi của những người chơi khác, rừng mưa rửa hồn vô cùng an toàn, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng, chúc các vị có một thời gian vui vẻ ở rừng mưa rửa hồn. An toàn cái quần què gì? Những người gặp nguy hiểm đều chết ở đây rồi, căn bản không thể phản hồi được. Được rồi, theo như quy tắc, chúng ta giới thiệu bản thân trước, quen thuộc với nhau đã. Tôi tên là Tần Thiến Tuyết, Pháp Sư Hợ Thủy cấp 22 bậc trung. Tần Thiến Tuyết, Pháp Sư Hợ Thủy cấp 22 bậc trung. Tào Triệu, Đao Tu cấp 22 bậc trung. Tào Triều, Đao Tu cấp 22 bậc trung. Mở viện, Kiếm Tu cấp 25 bậc trung. Đường Lâm, Pháp Sư Hợ Mộc cấp 22 bậc trung. Kiếm Tu bậc trung, Pháp Sư Hợ Mộc cấp 22 bậc trung. Kiếm Tu bậc trung, Ngô Thành Phúc, Đao Tu cấp 22 bậc trung. Kiều Du, Vọng Linh Pháp Sư cấp 23 bậc sơ. Cái quá gì thế này, phó bản cấp đơ mà phối đồng đội với bậc sơ cho tôi, để không phải là hố người sao? Cái tên nhóc này chắc chắn sẽ làm vướng chân nhúng tay. Tuy rằng cậu ấy là bậc sơ, nhưng chức nghiệp vong linh pháp sư này chỉ cần có thể triệu hồi đủ vong linh, cũng có thể phát huy thực lực bậc trung. Không phải cái cô thấy cái tên nhóc này sáng sủa muốn trâu già gặm cỏ non, gặm cỏ xanh đó chứ? Anh còn nói vừa nữa, tôi sẽ cắt lưỡi anh. À, đùa thôi, đùa thôi. Ê, đẹp trai lúc nào là một lỗi làm sao? Em trai à, qua đây với bọn chị đi. Được chị ơi, mấy con đàn bà thôi, đừng có đó ông đây tìm được cơ hội. Nếu không sớm muộn cũng chơi chết chúng mày. Hồ rửa hồn nghe nói là ở chính giữa rừng mưa rửa hồn, chúng ta tuyệt đối đừng có phải phải luật cấm của hệ thống đối. Em trai à, một người bậc sơ như em sao lại vào phá bản cấp đời chứ? Em tại sao lại có 7 người vong linh pháp sư đó? Có 2 người. Có phân biệt được ai là thật không? Không được. Hay là giết cả 2 đi. Đúng rồi, cậu ấy là vong linh pháp sư, chỉ cần có thể dùng vong linh pháp thuật thì nhất định là thật. Tôi biết triệu hồi vong linh. Vậy, không ngờ cái tên hàng giả này còn chiêu này. Một vong linh pháp sư như mình đi đấu chân tay chắc chẳng ai tin mình. Mặc cờ đi, dám giả mạo ông đi, đánh chết rồi tính. Sức mạnh của ngươi sao lại mạnh như thế? Ta giết ngươi. Quái thú thường, rối gỗ tà linh cấp 2, cấp level 22, giá trị sinh mệnh 0/3000, sức mạnh 198, phòng ngự 95, nhanh nhạy 211, kỹ năng nghĩ rằng một con rối gỗ bị tà linh ký sinh giết chết, nó có khả năng sẽ xảy ra chuyện đặc biệt. Có gì đó vừa chui vào thanh long uyển nghiệt đao của mình thì phải. Thì ra nó là mới là giả. Một vong linh pháp sư như cậu sao lại dùng loại vũ khí này? Hơn nữa đây là quái vật level 22 đó,
Một pháp sư bậc sơ như cậu làm cách nào mà dựa vào xác thịt giải quyết nó được vậy? Vì từ nhỏ em xương cốt đặc biệt, thở cho khác với người thường. Sau đó, năm em 3 tuổi. Cẩn thận. -1080. Đây là lực sát thương của kiếm tu bậc trung sao? Thật là đáng sợ. Mọi là giá trị sinh mệnh của mình đủ nhiều không thì ăn một kiếm này là gãy rồi. Cô ta bị tà linh ký sinh rồi. Giết cô ta. Cô ta phát điên rồi. Không giết cô ta, chúng ta đều phải chết ở đây. Thủy Long quay quanh. Cô ta bị nhốt lại rồi. Nhân lúc này lấy mạng của ta. Lạc Linh Long Trảm.